Mỗi quý, Ban An toàn giao thông các địa phương nên công bố các vi phạm về an toàn giao thông từ thiết bị giám sát hành trình GPS trên các website của Sở Giao thông Vận tải, Ban An toàn giao thông để cảnh cáo các doanh nghiệp có nhiều vi phạm trong vận tải hành khách. Ý kiến này được ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra khi trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động. Theo ông Tính, hiện nay dữ liệu GPS từ Tổng cục Đường bộ được chia sẻ đến Sở Giao thông Vận tải các địa phương, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, các doanh nghiệp nhằm giám sát các hành vi vi phạm an toàn giao thông của phương tiện vận tải ô tô, trong đó có vận tải hành khách tuyến cố định và hợp đồng. Dù hiện nay phần mềm dữ liệu GPS của Tổng cục Đường bộ còn chờ nâng cấp và chỉ lọc được một số hành vi như vượt quá tốc độ, nhưng đây là hành vi gây nguy hiểm nên cần được tập trung khai thác. Cụ thể, hàng quý, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ban An toàn Giao thông các địa phương nên trích lọc và công khai thông tin các nhà xe vi phạm như chạy quá tốc độ bao nhiêu lần trong tháng, có gây tai nạn hay không, thống kê số vụ tai nạn trên 1.000 km đường và so sánh với tỷ lệ tai nạn của các nước tương đồng để có đánh giá khách quan. Từ đó, người dân có thêm thông tin để lựa chọn nhà xe, tẩy chay các nhà xe chạy ẩu. Những thông tin ấy cũng giúp cơ quan chức năng có cơ sở tập trung xử lý, đưa vào danh sách đen các nhà xe này, đề xuất lập đoàn kiểm tra, tổng kiểm tra các điều kiện kinh doanh vận tải ô tô như đợt kiểm tra nhà xe Thành Bưởi vừa rồi. Có như vậy, các nhà xe mới tuân thủ quy định pháp luật, không thể dựa vào các điểm mờ, chồng chéo của luật mà hoạt động, gây mất bình đẳng trong môi trường kinh doanh. Ngoài công khai thông tin từ thiết bị giám sát hành trình, ông Lê Trung Tính còn cho rằng, xe dù núp bóng xe hợp đồng trá hình tồn tại nhiều năm nay do thiếu sự quyết liệt từ cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông, Sở Giao thông Vận tải và chính quyền địa phương, đây được ví như ba chân kiện. Ông Tính khẳng định, để dẹp xe dù bến cóc tại Thành phố Hồ Chí Minh cần có sự phối hợp của ba chân kiện trên, nếu một trong ba chân kiện này không ổn thì khó dẹp xe dù bến cóc. Ngược lại, chỉ cần hai trong ba chân kiện này làm nghiêm, làm hết trách nhiệm thì xe dù bến cóc hết đất sống. Cũng theo Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách Thành phố Hồ Chí Minh, để ba chân kiện phối hợp tốt, thường xuyên, hiệu quả, theo ông Tính, Thành phố Hồ Chí Minh cần có nhạc trưởng là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trực tiếp điều hành. Ngoài ra, ông Tính ủng hộ việc đưa công nghệ vào áp dụng trong lĩnh vực vận tải bởi hạn chế tác động của con người, chưa kể nếu phần mềm tốt, độ chính xác cao thì hiệu quả mang lại rất lớn. Những ngày qua, do ảnh hưởng của đợt triều cường trong tháng 9 âm lịch, nên nhiều địa phương ở miền Tây Nam Bộ đã bị ngập sâu, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Đây là những hình ảnh được phóng viên báo Người Lao Động ghi nhận tại thành phố Cần Thơ, Bạc Liêu và Vĩnh Long. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều khu vực bị ngập sâu. Triều cường ngập sâu gây khó khăn cho việc đến trường của học sinh ở tỉnh Bạc Liêu. Tại tỉnh Vĩnh Long, triều cường vượt mức báo động 3 gây ngập nhà chờ bến phà và nội ô thành phố. Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15 giờ ngày 1 tháng 11. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 249 đồng một lít, có giá bán không cao hơn 22.614 đồng một lít.
xăng RON 95 tăng 416 đồng một lít, có giá bán 23.929 đồng một lít. Trong khi đó, giá các mặt hàng dầu được điều chỉnh giảm tại kỳ này. Giá dầu diesel giảm 549 đồng một lít, có giá 21.940 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 448 đồng một lít, có giá 22.305 đồng một lít. Và dầu mazut có giá 16.240 đồng một kg, sau khi giảm 373 đồng một kg so với giá bán lẻ hiện hành. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thị trường xăng dầu thế giới tại kỳ điều hành này chịu ảnh hưởng của các yếu tố như khả năng gián đoạn nguồn cung từ cuộc xung đột ở Trung Đông không cao và việc tăng sản lượng từ Mỹ và OPEC khiến giá xăng dầu có biến động tăng giảm đan xen. Liên quan đến mặt hàng xăng dầu, Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 95/2021 và 83/2014 về kinh doanh xăng dầu gửi Chính phủ sau khi tiếp thu ý kiến của các bộ ngành và các bên liên quan. Theo đề xuất mới nhất của Bộ Công Thương, nhà nước vẫn điều hành giá xăng dầu để kiểm soát nguồn cung giá bán trong nước. Thời gian điều chỉnh giữa hai đợt thay đổi giá bán lẻ sẽ được rút ngắn xuống còn 7 ngày và cố định vào thứ Năm hàng tuần, hiện tại là 10 ngày vào các ngày 1, 11 và 21 hàng tháng. Trường hợp ngày thứ Năm trùng vào ngày cuối cùng của năm âm lịch 29 hoặc 30 Tết Nguyên Đán, lịch điều hành giá thực hiện vào thứ Tư liền kề. Nếu thứ Năm trùng vào mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 3 Tết thì thay đổi giá vào mùng 4 Tết. Nếu trùng ngày nghỉ lễ, giá xăng dầu sẽ điều chỉnh vào thứ Tư liền kề. Nếu trùng các ngày nghỉ lễ còn lại, nhà chức trách sẽ điều hành vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ. Các ngôi sao nổi tiếng trong showbiz Việt như nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Jun Vũ, Diễm My 9X, ca sĩ Phương Thanh, Huỳnh Uyển Ngân tham dự buổi ra mắt giới thiệu phim Người vợ cuối cùng do Victor Vũ đạo diễn. Phim quy tụ dàn nghệ sĩ hai miền Nam Bắc với vai chính do Khai Thiên Nguyễn và Thuận Nguyễn thể hiện. Các diễn viên tham gia Người vợ cuối cùng có nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh, Đinh Ngọc Diệp, nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng, Quốc Huy, Anh Dũng, Bé Lưu Ly. Nhiều ngôi sao chọn mặc cổ phục Việt để tham dự sự kiện, gửi lời chúc mừng đến phim cũng như ekip thực hiện. Trước đó, tại buổi giao lưu vào ngày 5 tháng 10, phim từng nhận được nhiều lời khen ngợi từ các đơn vị truyền thông khi nỗ lực tái hiện những hình ảnh Việt Nam thời phong kiến từ bối cảnh đến những bộ cổ phục tỉ mỉ, cùng theo đó là quá trình nhập vai ấn tượng của dàn diễn viên. Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ về thông điệp tình yêu và khát vọng tự do trong Người vợ cuối cùng, với hy vọng bộ phim sẽ góp phần quảng bá và giúp khán giả yêu mến hơn những nét đẹp văn hóa Việt Nam truyền thống. Nội dung phim khai thác về nhân vật Linh do Khai Thiên Nguyễn đóng, vì gia cảnh nghèo khó lại gặp biến cố lớn nên buộc phải gả làm vợ ba của quan tri huyện. Về sau, Linh tình cờ gặp lại nhân do Thuận Nguyễn đóng là thanh mai trúc mã của cô. Tình cảm trước đây ùa về, cả hai tìm đến nhau bất chấp cường quyền. Phim chính thức ra rạp từ ngày 3 tháng 11 và chiếu sớm từ tối 1 tháng 11 và cả ngày 2 tháng 11. Một người đàn ông được ghép tim heo biến đổi gen đã qua đời vào ngày 30 tháng 10, gần 6 tuần sau ca phẫu thuật kể trên, giới chức Trung tâm Y tế Trường Đại học Maryland thông báo. Ông Lauren Fawcett, một công dân 58 tuổi, đến từ thành phố Frederick, bang Maryland, là bệnh nhân suy tim thứ hai được ghép tim heo biến đổi gen tại Đại học Maryland. Tim heo biến đổi gen được dùng trong cả hai ca phẫu thuật nhằm đảm bảo mức độ tương thích với con người cao hơn so với tim heo thông thường, cũng như nhằm đảm bảo tim ghép không bị hệ miễn dịch của bệnh nhân đào thải. Bệnh nhân đầu tiên, ông David Bennett, 57 tuổi, qua đời 2 tháng sau ca ghép tim vào năm 2022 với nhiều biến chứng. Dấu vết của một loại virus gây bệnh cho heo cũng đã được tìm thấy trong quả tim mới của ông. Cả hai bệnh nhân đều mắc bệnh tim giai đoạn cuối khi được ghép tạng và không thể hồi phục để xuất viện. Về trường hợp của ông Bennett, các bác sĩ nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy cơ thể ông đào thải cấp tính quả tim được ghép. Tuy nhiên, họ cũng nói rằng quả tim được ghép của ông đã bắt đầu biểu hiện một số dấu hiệu đào thải ban đầu. Ông Muhammad Mohiuddin, giám đốc khoa học của chương trình cấy ghép tim tại Trường Đại học Maryland, ngày 31 tháng 10 cho biết ông Fawcett có thể tự chăm sóc bản thân, đọc và giải thích các sinh thiết của chính mình. Ông Barley Griffith, người thực hiện ca phẫu thuật ghép tạng cho ông Fawcett, chia sẻ với báo The New York Times rằng mong muốn cuối cùng của ông Fawcett là chúng tôi tận dụng tối đa những gì đã học được từ kinh nghiệm của ông ấy, qua đó đảm bảo cơ hội ghép tim cho những người khác khi không có tim người. Sau ca phẫu thuật, quả tim được ghép hoạt động tốt, không biểu hiện dấu hiệu đào thải trong tháng đầu tiên và ông Fawcett có thể tập vật lý trị liệu nhằm lấy lại khả năng đi lại, theo một tuyên bố từ Trường Đại học Maryland. Giống như ông Bennett, ông Fawcett không thể ghép tim người. Ông quá yếu, mắc bệnh suy tim nặng cũng như bệnh mạch máu ngoài biên và các biến chứng khác. Ông bị suy tim giai đoạn cuối vào ngày 14 tháng 9 khi được đưa vào Trung tâm Y tế Trường Đại học Maryland. Ngay trước ca phẫu thuật, tim ông đã ngừng đập và phải cấp cứu.